Nên đây đánh không thể thắng là không đến nữa đúng không? Thì anh em mình để cho văn nào được văn đấy đúng không? Đúng rồi. Làm sao mà bịch cò ở trên đường này thế là chạy hết rồi, coi chưa còn đâu rồi. Cái ông rất nhiều cung 8 văn rưỡi cũng không thể xuất hiện nữa để tôi lại vân mã rồi. Để chạy xe khôn phết chạy về xe đến lắm chạy đi đâu được, để kiếm lại còn trớt rồi. À thôi, mã nhập cung trương khôn cùng, mã nhập cung thì trương khôn cùng. Chạy lại chạy về đấy cũng kiểu gì cũng vẫn mất không đỡ được đâu, cứ ăn đi đi không đỡ được đâu. Họ biết rồi, biết thì bẫy của anh là kinh lắm. Chạy chạy lên đây. Anh trên cái con này. Rùa cũng chiếu. Rùa cũng chiếu. Này. Bảo vệ tứ phía. Cứ chạy. Này chạy. Chạy đuổi mã đấy, chạy xe sang đuổi mã. Kinh nhỉ, âm mưu kinh đấy nhỉ. Chạy về. Sạch rồi.
cứ tìm cách bỏ sang bên này. Sang đấy nhảy sang bên này bỏ xe. Sạch. Cũng phải ăn thôi. Để đằng nào thế này. Cũng phải ăn thì ăn thôi. Không ăn thì hay là thôi thôi. Không ăn nữa. Không ăn thì nhịn. Thôi nhịn rồi. Nhịn. Không ăn nữa được. Xuống đây để sang bên này đánh chiếu. Thì về đây bắt đi con, cứ bắt dần bên mòn bắt hết đi, bắt con phao đầu đấy đi là xong rồi, phải làm xong. Bắt hết đi, cũng chả bắt được, không bắt được. Cứ bắt đi dần bên mòn, một đổi hai mình thừa quần, bắt hết quần rồi, một đổi hai mình thừa quần. Đúng rồi. Không ăn sang đây. Cái gì ăn sang đây nhỉ? Mã đây ăn sang đây. Nhé. Thì pháo này lăn sang em tính một đổi hai mà. Như vậy đây. Ăn theo cũng ăn đây đi. Thế mới gọi là cao thủ. Đó, bây giờ là cứ ăn nhìn. Thằng lốt như con này. Yeah, cũng ăn này. Giờ công an này đi ăn mã. Giờ đi ăn con này đúng không? Ăn con này nó xuống xích đi. Không sao hết. Quên. Mình hay quên đi nhỉ. Sang đây. Yeah. Chạy thượng đi không đi. Để đây đi. Chạy thẳng luôn. Thế thì cũng phải thì cũng phải ăn đấy chứ, lại chả nhẽ không cho ăn thì cũng không được. Chả được, nhìn chú kỹ. Thế bây giờ anh thế này anh lật được đấy. Không. Hả? Tiếp tục đua. Tiếp tục đua. Không biết vào Facebook thì con này thấy được đồ ăn rồi. Con này phát trực tiếp nhưng cũng lắm người xem. Anh hát à? Ờ, hát tại nhà. Con phát trực tiếp cũng lắm người xem mà. Thế là cũng không đùa cái khóc rồi. Thế là thành công được cái loại thì lại thất bại cái kiểu. Có đúng không? Thực tế là cũng có người không biết phát ở chỗ nào đâu đúng không? Họ chưa quen nhỉ? Không nói là họ rốt hay là làm sao nhưng mà họ chưa quen, họ cũng chẳng biết phát ở đâu đúng không? Không loại mọi ra cái chỗ phát trực tiếp đâu. Mình cũng vẫn còn biết loại mọi. Thật không quen kiểu còn không vào được tay cơ, chứ không nói là đã phát được đúng không? Yeah. Vì nó có tay dùng điện thoại cảm ứng mà này, đến lúc này còn không ấy cơ, không cài mà
không vào mật khẩu ra ngoài cứ mở, cứ đẩy một bay ra mà mật khẩu thì không mở. Ông cứ đẩy vào bay. Mình mới bảo là phải mở mật khẩu ra thì mới vào được chứ. Mật khẩu không mở ra ngoài cứ đẩy vào ngay. Đấy, đúng rồi. Của ăn là của được, đúng không? Cứ hỏng ăn đã rồi thì... Rồi thì làm sao? Để đi. Được, được ăn. Đến đâu đến. Vẫn còn bao quần. Nói chung là vẫn còn bao quần, đúng không? Họ cũng chỉ còn có 4 này. Báo một bên tuần chốt đại trận chỗ nào bị ai thua, chỗ nào bị thua phong ok, không tao lại tiếp tục thua ông xa. Vãi chạy vào. Ôi trời, vẫn mãi này này, nhìn đi rồi. Trông đi rồi.
con của tôi không làm gì cả. Đúng rồi. Đây đi bắt được tượng. Thế là có tượng rồi. Tượng thì chỉ không nhìn xuống vô cùng. Rồi mất mã rồi mình. Cái con mã này đi chơi. Bắt xe. Giờ xe này là phải bắt xe thì không bắt được nhưng mà không. À, cái đoạn thì bắt được. Cái đoạn đây gọi chỉ bắt được mã thôi. Đoạn. Cái đoạn. Hay là cứ về đoạn nó mới hay. Bắt được xe thật cho anh xem này. Bắt được xe thật cho anh xem này. Ê, đúng. Rồi thì ta không ăn nữa. Không thấy vào cái chỗ đây nữa. Không ăn thì hết cơ. Không ăn đi. Thì giờ ra xe để chiếu luôn. Anh để ở đây này, anh còn độn được vào. Đấy. Ê. Nhưng mà đốt vào thì họ cũng lại đốt vào thì lại lấy pháo ra đây là bắt được xe đúng bắt được xe rồi đấy chưa anh thấy bảo bắt được xe không chuẩn đấy chuẩn rồi nhưng mà thôi nhưng mà tao hy vọng để họ quên quên đấy quên đi là được kín đấy đẹp hay như thế mà quên đâu ra đây một phát cũng quên này.